Hello, lại là nghe sumo của các bạn đây. Thời tiết hôm nay như thế nào? Mùa hè rồi các bạn à, cho nên ở bên ngoài nắng lắm. Nga cũng không có thích đi ra đường nhiều. Thì vốn dĩ cũng nước da không có được trắng cho lắm á, cho nên sợ đen. Mà bên cạnh đó thì các bạn thấy trước mắt của Nga là gì không ạ? Các bạn thấy ở nhiều, Nga coi có nhiều kênh YouTube ở Việt Nam á, là cuộc thi ăn gà các bạn. Ăn gà, thử thách ăn gà. Nga không biết là ăn được mấy con, như là có một lần Nga coi trong chương trình Nga ăn được một hai con gì không đó, Nga không biết. Nhưng mà hôm nay Nga thử thách chính bản thân mình, thử coi Nga có thể ăn được hết ba con gà này hay không. Và điều đặc biệt là ba con gà ở bên này các bạn, nó không có nhỏ nhỏ như là những con gà ta bên Việt Nam mình, mà nó rất là lớn. Thì lát Nga xé gà, Nga sẽ cho các bạn xem thử nó lớn đến cỡ nào ha. Thì một con gà nó có thể nặng từ 1,5 kg cho tới 2 kg, là mình đã vặt hết lông rồi các bạn, tức là mình nguyên làm sạch sẽ rồi đó. Hôm nay thử thách của Nga sẽ là ăn hết ba con gà này cùng với một tô cháo gà như thế này ha. Không biết là có hết hay không, mà cũng từ trước giờ Nga rất là thích ăn gà nha. Nhưng mà Nga thích ăn nhất là cái phần nào mà có da với mỡ với xương xương các bạn. Hôm nay chưa bao giờ Nga ăn ba con gà như vậy. Ok thì mình không biết như thế nào thì bây giờ mình bắt đầu ha. Nga mời cả nhà. Nè, Nga sẽ cho các bạn xem thử một con gà bình thường ở bên đây nó cỡ nào ha. Cười. Coi con gà nè. Bước gần cho các bạn coi. Nó như vậy. Đó với cái mặt. Ok, bắt đầu nha. Đang nghe có làm chiếc muối thần thánh của Nga nè. Mình sẽ nặn chanh vào ha. Nhiều chanh chút xíu đúng không? Con gà nó vàng ươm luôn các bạn thấy không? Wow. Cái đằng cái phần thịt của nó nè, rất là nhiều. Một con này mình chưa ăn được, nóng quá. Xé ra ghiền nhất là da gà. Nhiều bạn nói là Nga ơi sao không đeo bao tay rồi vô thì nếu mà bên ngoài thì vệ sinh mà. Mình ăn nghĩ là ở nhà nó thích như vậy hơn. Với lại lúc nào trước khi ăn nghe cũng ngâm tay với lại nước trà với chanh nè, nó sạch sẽ hơn. Lắm quá. Nóng thế nào.
bò gà cũng là món mình rất là thích. Món thích của mình. Tô cháo con nghe nè. Ngon quá. Phần cái đùi của nó nè, một phần tư cái đùi nè, thử cái chân nè. Nhà bên này á, nó không có dai như bằng gà ta bên Việt Nam, nhưng mà nghe ghiền, rất là ghiền gà gà Việt Nam các bạn. Một cái con của nó vừa thôi ha, nhưng mà chất lượng. Chừng nữa rồi. Ăn gà nghe mới chợt nhớ lại có một câu chuyện. Lúc trước á, mỗi lần nhà làm gà ăn, ba má cứ kêu là chắc ở đây các bạn cũng có nghe qua ha. Ăn chân gà bị rung chân, bị rung chân nè. Nó không 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 cho trẻ em mình ăn chân gà, lớn lên là sau này mới biết thì ra cái chân gà nó có thịt đâu à, người ta té ra là ba mẹ mình nói như vậy đó, anh mình không ăn. Mới nhường những cái phần ngon cho mình, còn cái phần mà không ngon thì ba mẹ ăn hết. Lúc nào lớn lên rồi mới nghiệm ra được, thì ra là như thế. Không có tình thương nào bằng tình thương của ba mẹ bạn hả?
Một con nha. Đấy, còn sắp Một câu. Xong nhìn mặt Như cái một con mèo. nhà. Như dạ, cũng dài nha, dài. Sáng sớm là cũng được ăn mấy gì cho anh. Rồi các bạn có coi chương trình ăn trứng hay lộn chưa? Để sau này mình tập cái máy ăn buổi sáng mặt trứng hay không? Nói là mắc cỡ gì? Phần thịt ức các bạn, nếu mà ai mà tập xem á, nó làm cho mình không cơ cơ bụng, ai cũng tập gym á, các bạn là muốn coi và tim xinh xinh. Nãy cái cách luộc gà của người này các bạn coi ha,
Gà rất là thơm, cũng bị rách thịt nữa. Xương này các bạn phải chú ý nha, nó cũng nguy hiểm. Làm miếng cháo quá đã. Wow. Ngon lắm. Ăn đi. Ăn đi nha, định là ăn hết từng con một. Nóng quá. À, mình nóng luôn là mình xé đi, mình cho mình nguội bao nhiêu. Cái chân à, nó không có gì cũng bánh da, nhưng mà đã là thử thách của mình phải ăn sạch sẽ đó mà ha.
Wow, đã quá. Một cái đùi, hai cái đùi, ba cái đùi, hai cánh, cái chân này nha, cái chân. Rất là ngon. Sườn non này các bạn.
Hai cái đùi, một cái, hai cái đùi với mình, một cái mình gà. Xé cái xương này. Ăn một bữa gà đã luôn các bạn ơi, thề. Voilà.
Ngon. Cho bạn coi chiến tích. Quá xe. Nhớ ăn xong đi tắm rồi các bạn ha. Hai. Thở ra. Lần đầu tiên trong đời nha, ăn ba con gà. Ba con gà. Cũng là may mắn nó thành công các bạn. Và bây giờ sức khỏe thì rất là bình thường các bạn không? Rất bình thường. Và Nga cũng không có lời gì hơn. Đó là Nga kính chúc các bạn có một ngày an lành, bình an và nhiều sức khỏe bên những người các bạn thân yêu. Mà bên cạnh đó, nếu mà cái kênh của Nga có một cái gì đó khiến các bạn cảm thấy vui thì các bạn ngại gì không, có thể là đăng ký cho Nga một cái dưới ha. Để mà Nga xin một cái đăng ký của bạn rất là khó, nhưng mà để các bạn ấn vào thì rất là đơn giản. Và điều đặc biệt là Nga có xứng đáng để nhận cái đăng ký đó hay không. Và Nga sẽ cố gắng mỗi ngày để mà đem tới cho các bạn những cái gì chân thật nhất về con người của Nga nói chung và ẩm thực nói riêng. Tất cả mọi thứ trên đời này, cái gì nó thật nó sẽ tốt hơn các bạn ạ. Và Nga cũng không có lời gì hơn là cảm ơn các bạn đã theo dõi Nga trong suốt thời gian qua. Và Nga xin chào. Chúc các bạn một ngày an lành. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh nhé. Ủng hộ Nga Sumo. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.